Cử tri Bắc Macedonia đã đi bỏ phiếu trong vòng 2 trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội. Sự kiện được cho là sẽ ảnh hưởng đến tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU của nước này. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương và đóng cửa lúc 19 giờ. Kết quả bỏ phiếu vòng 1 hồi tháng trước cho thấy đảng đối lập VMRO-DPMNE đang chiếm ưu thế lớn khi cử tri thất vọng với đảng Dân chủ xã hội cầm quyền. Tuy nhiên, chiến thắng của đảng đối lập trong cuộc bầu cử lần này có thể làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán gia nhập EU, vì đảng này phản đối các thỏa thuận với Hy Lạp và Bulgaria. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào tối ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương.